hơn 10 năm trước, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao một giải thưởng đặc biệt cho một cánh chim lạ lần đầu tiên góp mặt, làm ngạc nhiên giới chuyên môn trong làng văn nghệ dân gian Việt Nam. Từ sự kiện này, độc giả cả nước lần đầu tiên có trên tay quyển sách mô tả về các nông ngư cụ của Nam Bộ bằng những câu ca dao tục ngữ, làm cầu nối giữa hiện tại tương lai phát triển và một phần của quá khứ sinh động nhưng đang dần mất đi, mà tác giả là ông Phan Văn Phấn, một hội viên mới của Chi hội văn nghệ dân gian tỉnh Long An. Ngày nay, con trâu, cái cài, miệng đái, cái lợp, vân vân đang lần lượt biến mất trên đồng ruộng, con sông và dần trở nên xa lạ đối với đời sống lao động của chính người nông dân trên vùng đất Nam Bộ, nơi được khởi nguồn từ nền văn minh lúa nước. Đâu rồi cảnh con trâu đi trước, cái cài theo sau, tuy một nắng hai sương để làm ra hạt gạo với câu ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Nhưng đó là nét văn hóa bao đời đã theo bước chân của bao thế hệ người nông dân lao động và xây dựng nên vùng đất này. Bởi vì nó mất rồi, mấy cái đó là nó mất rồi, mình viết để đời sau con cháu mình nó biết hồi xưa muốn làm một lúa bắt đầu từ bây giờ. Nói về cái trục, mình nói cái trục trục phải làm sao, rồi con trâu phải bắt cách vô, rồi có những cái bộ phận rồi trục. Có người đâu biết. Xuất thân từ nông dân nên cái cài, cái bừa, cái cổ đập lúa, vân vân, cùng với cảnh lam lũ sớm hôm trên đồng của người nông dân đã ăn sâu vào ký ức của ông từ nhiều chục năm trước. Khi lớn lên, rời xa ruộng đồng, nhưng cái mùi gốc rạ tháng chạp tỏa hương ngọt ngào, lẫn trong cơn gió chướng của làng quê nghèo bên ngoại, mỗi bận bãi trường, dẫn theo ông đi gần suốt chặng đường đời. Và một ngày khi tuổi đã về chiều, ông chợt nhận ra rằng, những hình ảnh quen thuộc ngày xưa, trong những ngày mùa, giờ đây không còn nữa, mà thay vào đó là những công cụ hiện đại. Những cỗ máy mạnh mẽ giờ đây đã thay thế những đôi trâu hiền lành, cần mẫn, nặng nhọc với biết bao đường cài để tạo nên cơ nghiệp cho người nông dân. Những tay lưới ba màng hoặc những chiếc vớn dài hàng trăm mét vét sạch đến những chú cá nhỏ nhất giờ đây đã thay thế dần cây cần câu cắm, những chiếc gió cầm tay đơn sơ ngày nào. Cũng vì quá yêu những công cụ đời thường đã gắn bó bao đời với người nông dân, và cũng chính là một phần tuổi thơ của mình mà ông Phan Văn Phấn đã lao vào nghiên cứu, sưu tầm, ghi chép hầu hết các nông ngư cụ từng hiện diện ở vùng đất Nam Bộ như một nỗ lực cuối cùng để mong kịp lưu giữ những hình ảnh thân thuộc đã mất hoặc dần mất đi theo sự phát triển của xã hội. Ông Phan Văn Phấn gia nhập Chi hội văn nghệ dân gian tỉnh Long An khi tuổi đã gần 70, một cái tuổi đã khá lớn để bắt đầu một hành trình. Thế nhưng, ngay chính thời điểm được xem là khá muộn đó, lại là lúc ông bắt đầu những chuyến đi đầu tiên sưu khảo, ghi chép, tìm hiểu về tất cả các nông ngư cụ của cả vùng Nam Bộ này, chỉ với lòng đam mê và tình yêu dành cho các nông ngư cụ. Mình phải mê chứ, phải có cái đam mê mình mới viết được. Trước khi gia nhập hội, không phải là viết cái nông ngư cụ không, nó còn nhiều tác phẩm khác nữa. Khả năng ảnh thì ảnh viết có nhiều cái tác phẩm, mà ảnh viết về cái cải lương cũng có, rồi tác phẩm văn học, truyện ngắn cũng có, tiểu thuyết cũng có nữa, ảnh viết nhiều. Nhưng mà cái lĩnh vực này là nó khác. Kể từ ngày ông chính thức sinh hoạt tại Chi hội văn nghệ dân gian tỉnh Long An, cũng là thời gian ông cố níu kéo hình ảnh những con trâu, cái cài, cái bừa, cái trục, vân vân. Đúng như những gì ông lo lắng, nhiều nông ngư cụ vẫn còn được sử dụng hoặc đây đó vẫn còn lưu giữ trong dân gian, nhưng khá nhiều nông ngư cụ đã mất và chỉ còn lại trong ký ức của ông. Cho nên ngoài việc chụp ảnh để minh họa, số còn lại buộc ông phải cố vẽ lại theo trí nhớ của mình.
điều đáng nói là sau khi sưu tầm, ghi chép, nhà nghiên cứu dân gian này đã chọn cách trình bày cho cuốn sách của mình bằng hình thức rất độc đáo. Đó là ngoài lời lẽ bình dị để mô tả bằng hình chụp hoặc hình vẽ, ông còn minh họa bằng những câu ca dao tục ngữ nói về các nông ngư cụ đó. Những cái nông cụ mà bây giờ nó mai một đi rồi thì bây giờ anh kể lại cái đó, nhưng mà kể bằng ca dao tục ngữ chứ không phải kể bằng lời văn. Đấy, thì nó quý chỗ đó. Phải có mấy câu đó minh họa để cho người đọc biết được đó. Ngoài cái này mình viết. Có thể nói, nếu như cách đây gần 20 năm đi sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp và viết thành sách về các nông ngư cụ đã lần lượt mất đi trong buổi giao thời, đối với một nghệ nhân tuổi thất thập cổ lai hy đã khó, thì viết quyển sách ấy bằng hệ thống các câu ca dao tục ngữ nói về chính các nông ngư cụ ấy còn khó hơn bội phần. Không dừng lại ở cái điền giả của địa bàn của tỉnh Long An, mà anh đi rất nhiều tỉnh, anh thu thập những cái thông tin để coi ai còn nhớ. Đấy, chứ còn là cái thời kỳ đó, đó là sách in mà tìm hiểu về cái văn học dân gian đó của các tỉnh nó cũng phát triển chưa có nhiều. Rồi anh đi điền giả, anh tiếp cận những con người lớn tuổi. Đấy, thì mấy năm trời vậy là anh làm được cái cuốn sách này. Kể từ đó, trên tay của các độc giả trẻ là quyển sách có tên Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ, mà ở đó hàng trăm nông ngư cụ quen thuộc đã bao đời gắn bó với người nông dân đất Nam Bộ được sưu tập, được mô tả từng chi tiết, từng cách thức sử dụng, và đặc biệt là được sự hỗ trợ rất đắc lực bằng một loại công cụ văn học dân gian gần gũi khác, đó là ca dao tục ngữ. Có thể nói, chính ca dao tục ngữ đã góp phần giúp những hình ảnh của các nông ngư cụ thời trước trở nên dễ hình dung hơn, dễ nhớ hơn đối với người đọc sau này. Hẳn nhiều người trẻ tuổi giờ đây sẽ không biết một loại công cụ của người làm ruộng, nhất là ở giai đoạn phát quang, dọn cỏ. Giờ đây, loại công cụ này không còn được sử dụng nhiều, thậm chí là mất hẳn ở hầu hết vùng đồng bằng Nam Bộ. Nhưng may mắn là trong quyển sách, ông Phan Văn Phấn đã kịp lưu lại những hình ảnh, những mô tả quý giá kèm theo lời bài dân ca theo điệu Lý Cái Phản. Mùa mưa xuống, hình ảnh không thể thiếu trên đồng ruộng ngày xưa chính là con trâu, cái cài, cái bừa, vân vân, cùng khẩu lệnh quen thuộc, thá, dí, dò dơ. Niềm vui tuổi thơ nông thôn xưa gắn chặt với lưng trâu, gặm cỏ đồng sâu, kéo cài đồng cạn để lúa người nông dân được đầy bồ. Với cái ách trên cổ, con trâu đã gánh cả đầu cơ nghiệp và cùng với người nông dân gửi mặt cho đất, bám lưng cho trời từ đời này sang đời khác. Đến nỗi không hình ảnh con vật nào xuất hiện nhiều trong ca dao tục ngữ của Nam Bộ cho bằng hình ảnh con trâu. Giờ đây, hình ảnh đã trở thành văn hóa đó, đã không còn nhiều trong thực tế đồng ruộng nữa. Nhưng may mắn là nó kịp có trong tác phẩm Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ của nghệ nhân Phan Văn Phấn. Có thể nói, con trâu và các nông cụ liên quan đến con trâu chiếm dung lượng khá lớn trong quyển sách này. Ngoài việc đi về vùng nông thôn tập hợp thông tin, chụp ảnh trên đồng, vẽ hình minh họa, tác giả còn tập hợp hàng trăm câu hát, câu dè, tục ngữ liên quan đến con trâu. Cầm xe đẻo lấy bắp cài, cối xay răng nước, cối chài mù u. Có thể nói quyển Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ không chỉ đúc kết tập hợp đơn thuần các nông ngư cụ, mà đọc tác phẩm của ông, độc giả như được trở về với cảnh sắc làng quê Nam Bộ xưa, với con trâu, cái cài, cuộc sống nông thôn tuy một nắng hai sương, cày sau cuốc bẩm, nhưng chân chất, nghĩa tình. Anh đi cài, ách dắt dai, để em tay dắt đôi này dẫn trâu. Hay có câu, sớm khuya có vợ có chồng, cày sâu bừa kỹ mới mong được mùa.
sau mấy tháng trời cực nhọc, mùa lúa chín cũng về. Đó là lúc người nông dân thu lấy thành quả với hình ảnh lưỡi liềm, lưỡi hái, đòn sóc, xa quạt, cái cổ được mang ra đồng. Đây có thể là những hình ảnh hiếm hoi còn sót lại trên đồng ruộng Nam Bộ trước khi loại nông cụ này mất hẳn trong đời sống của chúng ta. Nhưng với công trình nghiên cứu và ghi chép, công năng và cách sử dụng của từng món cũng được mô tả cẩn thận. Và hơn hết, nó còn được ghi nhớ bằng những câu tục ngữ, ca dao mang tính đúc kết để dễ ghi nhớ. Hàng năm lúa chín hai mùa, người chăm gặt hái, kẻ chăm gánh gồng, hoặc nhắc nhở nhau sống đúng với đạo lý ở đời. Con ơi, muốn chọn lấy chồng thì chọn lấy đứa ruộng đồng siêng năng, thật thà chất phác làm ăn, đập bồ gặt hái, nói năng khiêm nhường. Cái bồ đập lúa còn hiện diện trong tác phẩm của ông một cách sinh động trong mùa vui khi lúa chín vàng đồng, không chỉ là sự vất vả trong mùa gặt hái đông keng, mà còn có cả hình ảnh đầy sức sống của trai gái làng hẹn hò nhau mùa lúa. Sáng trăng sáng cả sân đình, nhớ ngày đập lúa có mình có ta. Hay là muốn ăn cá lóc kho khô, em về Mỹ Phú đập bồ cùng anh. Khi mùa lúa xong, đất khô nứt nẻ, đồng trơ gốc rạ, cũng là lúc nông nhàn, người nông dân bắt đầu gác cái cày, cái trục dưới mái hiên để ra sông với cần câu tay lưới. Trong tác phẩm của mình, nghệ nhân Phan Văn Phấn gần như vẽ lên một bức tranh sống động của miền sông nước đầy ắp cá tôm. Hàng chục loại ngư cụ đánh bắt cá từ đồng ruộng mùa lúa trổ đồng đến con nước rồng nước lớn bên mé Dịnh, mé Voi hay trên đồng nước mênh mông của Đồng Tháp 10 khi mùa nước lũ. Có câu, em như con cá đầu cầu, anh về lấy lưới, người câu mất rồi. Với câu hát, dường như ông còn muốn gửi gắm rằng cái duyên con gái cũng như thể chim trời cá nước vậy. Một loại ngư cụ ngày xưa vẫn còn khá phổ biến, nhất là ở miệt Đồng Tháp 10, là cái lợp. Xung quanh các loại lợp, từ lợp cá lóc đến lợp cá lồng tông, lợp tôm, lợp cá bống, vân vân, ông cũng đã sưu tầm có đến hàng trăm câu ca dao tục ngữ. Nước sông lững lững lờ lờ, treo xuồng đặt lợp ven bờ đêm trăng. Hay lỡ duyên nên phải ưng anh, tiếc con tép bạc nấu canh rau dền. Cũng là để nói về cuộc sống nông thôn xưa, trong cảnh đánh bắt cá và hẹn hò gái trai, có câu, giả đò xách lợp ra đồng, đặt dòng kinh sáng chờ mong gặp nàng. Bằng lối mô tả bình dị, ngôn ngữ chính là lời ăn tiếng nói mộc mạc đặc sệt chất Nam Bộ, nghệ nhân Phan Văn Phấn cho ra đời tác phẩm Nông Ngư Cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ, sau ngót nghét 3 năm lao động vất vả nhưng đầy đam mê. Tác phẩm đầu tay về văn nghệ dân gian của ông được giới chuyên môn đánh giá rất cao, ngay cả khi vừa hoàn thành và được trao giải thưởng mà chính những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cũng chưa từng đạt được. Tác phẩm đầu tay của ảnh ở cái góc độ mà ảnh là hội viên của văn nghệ dân gian địa phương thì ra rồi cái tác phẩm này đó nó tạo một cái uy tín, là bởi vì ở ngoài Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của Trung ương á, người ta cho ảnh cái giải A, mà phải nói rằng kể cả hội viên Trung ương lúc bây giờ đó chưa có đồng chí nào mà được cái giải cao vậy. Ảnh là cái người đầu tiên nhận cái giải cao nhất của cái Liên hiệp hội của Trung ương. Chọn cách diễn đạt đầy sáng tạo qua các câu ca dao tục ngữ, hình ảnh và công dụng của các nông ngư cụ đã gắn bó bao đời với ông cha, dù đã mất đi nhiều, nhưng nó vẫn rất dễ hình dung, dễ hiểu và dễ nhớ cho cả những ai chưa từng nhìn qua các dụng cụ này trong thực tế. Cuốn sách như chiếc cầu nối liền đôi bờ cho tuổi trẻ hiện tại và tương lai đến gần hơn với không gian xưa đầy những di sản đã gắn liền với đời sống lao động sản xuất. Ông đã viết trong lời nói đầu rằng, trên bước đường sưu khảo, bản thân tác giả không phải là nhà nghiên cứu chuyên ngành, cho nên dù rất nhiều tâm huyết nhưng lực bất tòng tâm, vì thế không sao tránh khỏi sơ sót.
Dù rất khiêm nhường, nhưng với tác phẩm độc đáo này, ông vẫn là người bắt cầu có tâm. Nên chiếc cầu dẫu có đôi chút lắc lẻo gập ghềnh, tác phẩm Nông Ngư Cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ của ông Phan Giang Phấn vẫn là phương tiện nối liền hiện tại và tương lai với không gian đầy di sản của quá khứ.